Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật trân trọng kính chào tất cả quý vị đang hiện diện cũng như tất cả đại chúng đang online. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp một nội dung mới có tên gọi là 18 ý cận hành trong nguyên lý duyên khởi. 18 ý cận hành trong duyên khởi. Như vậy thì ở đây á, chúng ta bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ chỗ nào để tìm hiểu nội dung này? Chúng ta bắt đầu từ một cái thọ thuộc vào tâm. Tức là chúng ta phân biệt rằng á, là có 6 thọ mà 5 thọ là thuộc vào thân và 1 thọ thuộc vào tâm. Như vậy thì chúng ta bỏ qua cái lĩnh vực của 5 thọ thuộc vào thân. Chúng ta bắt đầu từ chỗ là một thọ thuộc vào tâm. Được chưa? Và trong một thọ thuộc vào tâm nó có 18 cái ý cận hành. Hiểu chưa cận hành không? Tức là những cái hành động gần, sự vận hành gần gũi với cái này. Tại vì sao? Đi gần, tiếp cận, hầu cận, tức là cận hành. Chẳng hạn như một người đi bên cạnh, hầu cận, tiếp cận, gần gũi, thì đó gọi là cận hành. Như vậy thì khi cái thọ nó hình thành lên thì cái gì gần gũi, tiếp cận, gần gũi và gì và tương tác kết hợp với nó, cái gì có ba cái ý cận hành ở trong lĩnh vực cái tâm thọ này á, đó là gì? Nếu như mà thọ vừa ý thì sao? Vui. Thọ không vừa ý buồn, chúng ta gọi chữ chuyên môn là ưu, phải ưu sầu phải không? Rồi á không quan tâm hay là còn không nhớ, còn không bận gì nữa, thọ xá, đúng không? Cái thọ xá nó có cảm giác là buồn chán, nó hay biểu hiện ra là một trạng thái tâm lý buồn chán. Như vậy thì rõ ràng con người chúng ta hàng ngày chúng ta đều sống với tâm thọ này. Năm giác quan chúng ta khi tiếp xúc một cái cây việc gì đó, nó trái với những gì mình suy nghĩ ở trong, tức là gì? Xúc dẫn gì? Nghịch. Nó trái mà xúc dẫn nghịch thì nó sinh ra cái gì? Ưu phiền. Mà xúc dẫn thuận tức là vui, nó sinh hỷ lạc. Còn cái xúc gọi là trung tính, không buồn không vui, thì bắt đầu nó sinh ra trạng thái là nhàm chán. Như mình tu, mình thấy mình được gì đó chút xíu, tự nhiên mình hứng khởi, phấn khởi. Mình tu một lát, tự nhiên mình thấy sao không có ai trội, thấy chán quá. Tự nhiên nó chán. Hay là cái tu mà sao thấy khổ quá vậy? Mình bị cấm cản đủ thứ vậy? Mình phải hy sinh nhiều thứ vậy? Tự nhiên cái đó là cái tâm mà chút lúc đó nó dẫn gì? Nó dẫn nghịch, bắt đầu là nó sinh ra là ưu. Còn nó xúc mà dặn thấy như vậy không muốn nữa, trạng thái này là chán đó. Còn cái xúc dẫn thuận, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta đi trên cuộc đường đạo mà chúng ta có trạng thái xúc dẫn thuận hoặc là xúc chán ấy, dẫn tới chán ấy, thì cái đó là chúng ta bị tà kiến nó xui xứa rồi, nó sai khiến rồi đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta đi trên con đường đạo mới thực sự là con đường an vui. Hồi sớm thầy có nói chuyện ở bên chương trình lớp sơ trung đẳng trong nội dung kiến thức cơ bản Phật học đó. Thầy có nói tới cái nội dung về các phép quán. Và chúng ta thấy này, quán nội thân, quán ngoại thân, rồi quán nội ngoại thân đều là gì? Đều là bất tịnh. Đều là
là được cấu trúc bởi 6 yếu tố địa thủy hóa phong không thức, và nó là cái pháp vô thường nhanh chóng mục rã. Đấy, tất cả đều như vậy, sự thực thế gian là như vậy, nhưng chúng ta lại không có biết người trí là người muốn đi ra khỏi cái hoàn cảnh mong manh và nguy hiểm này, nhưng và họ không ngoan sử dụng tất cả mọi phương tiện sẵn có của họ ở trong thế gian này. Như vậy thì người đó là người có trí. Như vậy đó là con đường đúng đắn mà Đức Phật đã từ bỏ thế gian để thành tựu và dạy lại cho mình. Nhưng tại sao mình lại sinh tâm chán hay là sinh tâm mệt mỏi khi học đạo? Cái đó là do nghiệp thôi à. Chỉ có nghiệp chứ không nói gì hết á. Chỉ có cái nghiệp là say đắm đọa lạc nó mới có ý nghĩa đó thôi. Còn thực ra mà nói, chư tổ cầu đạo tới mức xả thân, chứ đừng nói chi là một chút mệt nhọc, hay là một chút khó khăn, hay là một chút hy sinh tổn thất. Chúng ta cứ so sánh với một cách tích cực như vậy là chúng ta sẽ thấy rõ là mình đứng trong vị trí nào. Vậy thì ở đây á, chúng ta để ý là thọ của tâm, vấn đề chúng ta đang học, và nó có 18 ý cận hành được chia làm 3 màu sắc: màu sắc khí, màu sắc ưu và màu sắc gì? Màu sắc xả. Mà nhớ là xả là buồn đó nghe, xả nó buồn đó nghe. Tức là mình vui, 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 vui một hai ngày tự nhiên nó buồn xuống. Ủa cái buồn ở đâu chạy về? Đây là xả. Tại vì không thể vui hơn nữa. Tại vì nếu như cái ý mình mà nó vui hơn nữa, mình chết. Tại sao? Tại vì cái cơ thể của mình, mọi thứ máu huyết mình á, nó không đủ cái năng lượng thăng hoa tới cỡ đó. Và nếu như mà người đó tiếp tục vui nữa lên thì người đó là họ phải rời khỏi xác này, cái tướng đó nó có phước thì nó đẩy lên các cái cõi cao hơn, và trên đó cái màu sắc vui của nó sẽ vi thế hơn, siêu việt hơn. Và khi người ta buồn khổ đau tới mức nào đó không thể khổ đau hơn được nữa, người ta sẽ đọa xuống cõi thấp hơn. Đó là cái ranh giới giữa cõi người và cõi thiên và súc sanh ngạ quỷ, cái ranh giới các loại hữu tình như vậy đó. Ông Bill Gates tỷ phú so với một người nghèo nhất thế gian này, hai người đấy không có hạnh phúc hơn nhiều, cũng không khó hơn nhiều đâu. Tức là mình thấy cái thọ nó như vậy đó, nhưng mà phân tích sâu vô cái ranh giới mà trong tầm nhìn của Phật giáo á, thì không có nhiều. Ông Bill Gates làm việc rất siêng năng, không dám hưởng thụ nhiều, cái gì cũng mẫu mực, và có thể nói họ là những người siêng năng cần mẫn nhất thế gian á, chứ không phải đơn giản đâu. Họ rất siêng năng cần mẫn, và cần bản sinh năng của họ có trí khôn, và họ làm việc đúng đắn, cho nên cái duyên khởi nó hình thành lên là phước báo diệu lạc. Còn có những người họ cần bản sinh năng nhưng mà họ đần độn, cho nên họ làm những cái duyên tạo ra những duyên ác hại cho họ. Con người mình á, nhiều khi á, thiện ác bất minh, thành ra có khi mình có khi mình hứng khởi làm thiện nhưng có khi cũng làm ác, thành ra rốt cuộc á, là mình thọ cả hai, có lúc là có thọ phước, có lúc thọ họa. Thành ra nó cứ lẫn lộn như vậy. Nhưng mà tất cả ở đây chúng ta thấy là cái tâm thọ nó có ba trạng thái thôi, là gì? Hỷ, ưu và xả, được chưa? Xác định cái chỗ này là cái nội dung đề tài hôm nay mình học, mình nghiên cứu phải xác định rõ, bắt đầu mình mới đọc vô mới hiểu được. Ở đây chúng ta thấy tổ sư mới nói rằng 18 ý cận hành đó là gì? Là hỷ, ưu, xả, mỗi loại có 6 cận hành. Mỗi loại có 6 cận hành. Chẳng hạn như hí, nó có 6 cận hành. Cận hành gì mà 6? Tại vì đơn giản thôi, tức là khi con mắt nhìn thấy cái gì đó nó vừa ý thì nó sinh ra vui. Lỗ tai nghe âm thanh gì đó nó thích thì nó vui. Lỗ mũi nó ngửi cái mùi hương thích. Như vậy thì năm giác quan á, nó tiếp xúc với năm đối tượng thì lúc bây giờ nó mới sinh ra là cái này là cái gì, cái rõ rệt. Nhưng cái yếu tố bên trong là cái ý á, thì nó ẩn bên trong. Như vậy thì cái hí nó cũng có 6 giác quan và gì? Ưu xả 3, 6, 18. Đúng không? Nhưng mà ở đây mới đầu á, nếu như tới đây thì mình chấp nhận thì đây gọi là học kinh. Nhưng nếu như học luận á, thì ngang đây bắt đầu mới vô luận này. Do đâu mà thành lập ra là 18? Tại sao 19? Tại sao 17? Bắt đầu thấy nó phức tạp. Và nếu như căn cứ ở trên cái tự tánh, tức là trên bản chất, thì bản chất thì hỷ ưu xả mỗi thứ khác nhau, thành nó chỉ có 3. Rồi nếu như căn cứ trên cái gì?
Nếu như căn cứ trên cái sự tương ưng, tức là cái sự ưng thuận, cái sự kết hợp, cái sự tương tác như vậy, thì trong cái yếu tố tương ưng như vậy thì nó chỉ có một mà thôi. Bởi vì hỷ ưu xả nó đều tương ưng với ý căn. Tại trạng thái này là trạng thái cảm nhận của ý. Ý nó nhận thức được là đây là ý nó vui, ý nó buồn, hay là ý nó chán nản, là cái ý thôi. Như vậy thì nó cũng chỉ có một. Còn nếu như mà lấy cái đối tượng được khởi ra là hỷ ưu xả, thì rõ ràng là nó chỉ đối tượng là sắc thinh hương vị xúc pháp. Như vậy thì chỉ có sáu thôi. Bản nhân, tức là họ phán biện như vậy, họ nói vậy thì căn cứ trên bản chất, căn cứ trên cái sự tương ưng, tính chất của nó, hoặc là căn cứ trên cái gì, hoặc là căn cứ trên cái nguyên nhân nền tảng để sinh ra, thì một cái thì 3, một cái thì 1, và một cái thì 6. Như vậy con số 18 ở đâu có đây? Ý người ta nói vậy đó. Nếm được không? Thầy nói mà các vị mà không hiểu nữa thì thầy không biết rằng ai nói các vị hiểu đó nha. Thầy thì sao? Bởi vì thầy là thực sự là thầy hay lúa. Thành ra thầy nói giống như là thầy cỡ chuyện ở trong nội tâm các vị nghe. Thế còn nếu như dựa trên ngôn ngữ lý thuyết á, các ngài mà dạy trên luận lý á, thì các ngài dạy chỗ đây, nhưng mà các vị phải nhớ tất cả là từ quyển 1 là các vị mới hiểu. Tại có những cái vấn đề nó liên quan tới quyển 1, mà quyển 1 các vị là tự biết chứ không có nhắc lại. thành ra hôm nay thầy dắt các vị giống như là các vị hai cái giò nó mạnh quá, thành ra phải dắt đi từng bước, lấy tay chỉ từng món, khổ vậy đó. Nhưng mà tới đấy mà còn không chịu nhìn nữa, không chịu hiểu nữa thì không biết làm sao. Cho nên chúng ta thực sự mà nói á, đi học đạo mình tuổi lớn tuổi bé gì nó cũng giống như là hài nhi tóc bạc. Đối với đạo mình còn non nớt lắm, mình giống như đứa trẻ tập tỉnh chẳng hiểu được nhiều đâu. Thầy cũng được cái duyên may xuất gia rồi học hoài, rồi làm việc hoài mà tới mấy chục năm thì tiếp xúc được chút rồi cũng mơ hồ diễn giải cho các vị. Có món thì cũng rành, có món thì mơ hồ, nhưng mà dấu sao đây nữa thì cũng thấy đường. Còn các vị thì đường ta đi, hướng nào cũng đường ta thôi. thành ra là học Phật pháp ấy, nó mênh mông, nó kỳ diệu, và đây là cái biến trí của Phật mà. Rồi chúng ta phân tích tiếp. Như vậy đây á, luận sư chúng ta trả lời rằng tổng hợp cả 3 mà lập thành 18. Tổng hợp cả 3 mà lập thành 18, tức là hỷ ưu xả là 3, nhưng mà nó chia trên lĩnh vực của 6 giác quan, cho nên 6 nhân 3 là 18. Rồi bắt đầu các ngài nhân đây phân tích thêm chúng ta thấy một chút nữa. Trong 18 đó thì nó có hai loại, một loại là 15 và một loại là 3. Loại 15 là loại gì? Cái loại 15 chẳng hạn như buồn, buồn ưu buồn. Ưu buồn này á là do mình thấy cái gì đó mà mình buồn. Nó khác hoàn toàn khi mình nghe cái gì đó và mình buồn, phải không? Đúng không hả? Tại vì có những người họ điếc tai nhưng lỗ cái mắt của họ thấy. Họ thấy cái gì đó nó khiến cho họ buồn. Như vậy thì cái buồn đó là do họ thấy cái chuyện đó. Còn có những trường hợp là phải họ nghe họ mới buồn. Hoặc là có trường hợp á, là họ ngửi họ buồn. Hoặc là có trường hợp gì, chẳng hạn như cái trường hợp là họ nếm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đói bụng quá, muốn ăn một bữa ăn thật là ngon, nhưng mà chúng ta bưng một cái tô canh húp vô một miếng nó chát chua toàn là muối không. Như vậy thì chúng ta thấy buồn không? Cái đây là lửa cháy trước hả chứ? Tức là sân khởi trước, nhưng mà thường thường cái kết tủa của sân nó buồn, phải không ạ? Nó bực bội nó. Cái đó là sắc đó. Đó là cái ưu đó là do sắc. Do mắt nó tiếp xúc với sắc. Nó thuộc cái tính chất của mắt. Nhưng có những trường hợp lát nữa chúng ta sẽ phân tích là nó có trường hợp là nó xáo trộn. Chẳng hạn như á là lỗ tai người ta nghe cái chuyện đó, nhưng mà trong tâm của họ cái ý á nó lại câu hành với chuyện kia. Đây người ta gọi là cám cảnh. Nó cám cảnh. Cho nên 18 ý cận hành mà.
18 ý cận hành, tức là cái thọ là một thôi. Tuyên thọ của tâm là một, nhưng mà nó 18 ý cận hành. Nó biến hóa và nó tạo thành là 18 anh đứng xung quanh là mình đó. Thực ra cái thế giới của mình có nhiều đó đấy. Mình khổ, mình buồn, mình vui, quên quán có bao nhiêu đó thôi. Sự biến hóa, mà những cái này là do đâu? Cái thọ này từ đâu mà ra? Từ xúc. Xúc từ đâu mà ra? Là kinh tiếp xúc với trần, tiếp xúc trong ô nhiễm. Cho nên đó, nó làm cho cái xúc á, cái xúc điên đảo sinh ra. Rồi cái thọ nó ra mà mình không có trí. Mình không có trí để mình biết cái thọ này là cái gì. Thành ra lúc cuộc cái thọ nó buồn, tự nhiên mình muốn làm sao cho nó vui. Thành ra mình đi tìm cách để lấp đầy cái khoảng trống đó. Nhưng mà khi nó vui rồi, mình lại muốn duy trì niềm vui mãi. Nhưng dặn dặt vô thường làm sao duy trì được. Cho nên á, nó phân rã thì nó buồn, buông thì lại đi tìm kiếp nữa, mà tìm mà không vừa như ý thì sao? Thì sân nổi lên. Mà vừa ý thì sao? Thì say đắm, cứ quanh đi trở lại với một cái thọ của tâm này. Và cấu trúc của nó tương tác ra bên ngoài là năm lĩnh vực: sắc, thinh, hương, vị. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, năm yếu tố. Đây gọi là năm cái thứ thô trược, mỗi cái nó khác nhau. Chẳng hạn như mình thấy cái điều đó mình buồn, nhưng khi mình nghe chưa chắc gì mình buồn, tại vì cái thấy nó khác cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc nó khác nhau, hiểu không hả? Như vậy thì cái buồn á, nó đến từ mỗi lĩnh vực khác nhau, cho nên nó là riêng lẻ, nó là khác biệt hoàn toàn. Rồi năm yếu tố nó giúp cho mình vui thì gọi là hỷ. Năm yếu tố nó giúp cho mình, nó làm khiến cho mình chán nản, sắc thinh hương vị xúc chán nản thì đây gọi là tạo ra xả, phải không ạ? Năm cái này nó rất là rõ ràng, nhưng mà cái ý khi nghe nó buồn, rồi khi thấy nó buồn, cái ý bên trong á, nó nương vào cái thấy, rồi sau đó cái ý nó buồn, nó nương vào cái nghe, rồi cái ý nó buồn, đúng không ạ? Rồi nó nương vào cái ngửi, cái ý nó buồn. Cho nên cái ý là nó thông cả hai. Nó thông. Thấy cái tính chất thông của nó chưa? Cho nên 18 mà chia làm 2, một cái là 15, là do nó rõ ràng từng lĩnh vực. Sắc nó khác với thành, thanh nó khác với hương. Cho nên nó hình thành lên hỷ ưu xả cũng khác. Nhưng mà cái ý bên trong ba cái á, thì buồn hay là vui hay là chán nữa thì nó là từ trong ý. Ý nó có cái sự tương tác với nhau, nó thông với nhau. Có khi á, thấy cái niềm vui này nhưng mà mình lại buồn chuyện kia. Có khi á, là mình nghe cái chuyện vui này mà mình lại sinh ra buồn. Đây gọi là trường hợp cám cảnh mà. Hoặc là khi mình thấy cái chuyện buồn nhưng mà mình lại vui. Bây giờ cái người đó là người đáng kiếp. Đấy, tại vì sao? Bởi vì nó là cái ý nó cận hành đó. Nó biến hóa dễ sợ không? Chúng ta thấy nó dễ sợ khi học cái câu xá này, nó phân tích ra từng món rõ. Người tu chúng ta nếu không thấy chỗ này thì sẽ không thấy rằng tâm của mình bị sợi dây nào trôi chặt. Nó trôi từ đâu và phải tháo gỡ từ đúng chỗ đó thì chúng ta sẽ tháo được. Ví dụ như mình nói chuyện với một người, người đó thường sinh tâm tà kiến. Mình nói chuyện qua với họ, cuối cùng mình hay buồn lắm. Có một người nghe, tự nhiên nghe, đang đâu bình thường nghe tiếng xe, tiếng máy bay, cái tự nhiên ngồi chảy nước mắt, họ cũng không hiểu tại sao, cái đó là nghiệp quá khứ. Thầy, cái này nó khó hiểu lắm nghe. Cái này á, nói tới cái âm thanh nghe, tai nó xúc với một cái loại âm thanh. Nó có những cái nỗi buồn uất, cái nỗi buồn nào đó mà nó ở trong cái tự tâm sâu. Cái trạng thái này không phải là nói trong hiện tại đây, mà nó có một cái sức mạnh tiềm tàng nào đó ở thật sâu, mà cũng có thể ở đời trước chứ không phải đơn giản. Chẳng hạn như ta nói, như thầy nghe cái tiếng xe chạy á, trong ta nó buồn lắm. Hồi mới đến ở tại chùa Linh Sơn, gần chùa nó có cái view quay, và xe nó chạy thì có cái chùa là đường một chiều. Thành ra nó chạy thế này, trước mặt chùa nó chạy cua qua đây, chạy qua đây, mình ở chùa ở giữa. Hay là cái tối nằm xuống là nghe cái tiếng xe nó chạy,
cái tiếng freeway xe nó chạy ấy, nó tạo ra một cảm giác nó buồn rã rời lắm. À, và thầy nói cái chỗ này khó tu quá. Tại sao? Bây giờ lỗ tai mình cứ xúc với cái âm thanh đó, cho nên mình phải tránh nó. Tránh nó bằng cách đó là mình mở một cái tiếng niệm Phật lên, đỡ cho tai mình nó xúc với cái tiếng niệm Phật. Hoặc là mình tìm cái việc mình làm, đừng bao giờ đỡ mình rơi vào trạng thái đó. Tại mình biết rằng nó sẽ gây tác hại cho mình. Bởi vì nó sinh ra cái thọ này á, là cái thọ ưu. Cái thọ ưu này nó dẫn tới tiêu cực, nó dẫn tới thiếu tinh tấn, nó làm cho tâm mình không hí không lạc. Thành ra nó làm cho mình ảnh hưởng đạo tâm. Cái vấn đề ở chỗ là đôi khi chúng ta không có nên truy tìm tiền tế, hậu tế và trung tế. Bởi vì chúng ta càng truy tìm, nó sẽ dẫn tới là ngu hoặc. Hoặc nói là nó ngu hoặc. Tại sao? Bởi vì không bao giờ mình tìm ra một cái nguyên do xác đáng được. Mà Đức Phật cũng vậy. Đức Phật chỉ nói là cái nguyên do đó là cái duyên tạo ra cái này. Rồi trước đó nữa là cái do gì? Trước nữa là cái gì? Trước nữa là gì? Tìm mãi tới vô cùng tận. Cũng giống như một người đi tìm ở trong hư không một cái bến bờ nào đó thì không bao giờ có được. Cho nên chúng ta không nên hướng tâm mình trong lĩnh vực này. Nhưng mà phải nhớ là nó thọ hỷ ưu xả. À, là mình có thể chú trọng là cái xá đấy, cái xá là mình viễn ly. À, cái hí á, thì ráng chữ hí trong cái chân lý nha, hí theo cái chiều hướng là cái mục đích là viễn ly, mục đích xuất gia, hí trong đó. Chứ còn hí trong cái vật dục á là chết. Thì cái hí là vì trên cái lý tưởng nào à, thì ở đây chúng ta đang phân tích sâu ở trong cái đời sống của thọ, nó phức tạp. Và tại sao mà các ngài có nhiều hạnh phúc ở trong rừng núi, hoặc là các ngài lại trở thành hái đáo tự thân đó, cái thọ đó hãy trở thành hái đáo tự thân của mình đó, để cho mình giữ cái thọ nó ở trong trí tuệ, trong không đỡ cho cái ưu của nó dẫn dắt đi. Tại vì mình hiểu cấu trúc của nó là từ đâu, từ giả hợp duyên sanh do căn tiếp xúc với trần à, hiểu không này. Rồi chúng ta trở lại vấn đề. Như vậy thì quý vị ở đây á, chúng ta thấy tổ sư chúng ta nói tiếp như sau. Đó là, thế thì câu hỏi được đặt ra đó là ý cận hành nghĩa là gì? Đầu tiên các ngài giới thiệu một lượt là cận hành, nó có là 3 yếu tố, hỷ ưu xả và 18 loại, gọi là 18 ý cận hành. Thế thì ý cận hành đó là gì? À, chúng ta nêu ra hai cái lời trả lời, hai cái câu trả lời. Đầu tiên là luận chú nói một cái câu mà ngài không có chấp nhận, nhưng mà ngài không phân tích nhiều. Đó là gì? Đó là ngài nói truyền thuyết thì hỷ các thứ duyên đến ý, rồi cận hành đến các đối tượng. Như vậy thì các ngài xem ra là gì? Đây là giống như là một có một đống quyền năng vô hình nào đó, mà nó gì, nó duyên đến cái ý ở trong đầu của mình, nó đem đến cho mình, nó ban cho mình một cái ơn huệ, rồi gì nữa, rồi nó duyên đến các cái đối tượng kia, nó làm cho các đối tượng kia hạnh phúc. Như vậy thì đây là một loại thần giáo, đa thần giáo. Luận sư không nói ra rõ nhiều, nhưng mà ngài không có chấp nhận chân lý này. Rồi thứ hai, có thuyết nói là ý kiến cho ý cận hành trong các cảnh giới là vì do bởi ảnh hưởng của thọ mà ý thường xuyên du hành trong các cảnh giới. Câu này thì thưa vị, chúng ta cần lưu ý thêm một chút. Đó là ở trong Hán Tạng bản của Huyền Trang dịch thì ngài không có dịch câu này. Chẳng hiểu vì duyên do là sao. Có lẽ do bị sơ sót, hoặc do biên tập, hoặc là do như thế nào đó, kết tập nó bị mất, mất câu này. Thành ra trong bản chữ Hán thì không có, nhưng Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì ngài y cứ trên Bali, thành ra ngài thấy câu này có. Do vậy cho nên bổ khuyết vào chỗ này để chúng ta hiểu rằng có thuyết thì nói rằng là nó khiến cho ý cận hành trong các cảnh giới, tức là cái ý của mình nó tiếp cận được với các cảnh giới, mà do vậy nó làm cho cái thọ đó nó ảnh hưởng, nó đi chơi chỗ này chỗ kia, đi chơi ở nhà người ta, đi về chỗ này, đi tới cách diện mấy 30 năm về trước, rồi mơ ước tới một cái tương lai, rồi chạy đông chạy tây, nó du hành đông đông tây như vậy đó. Đây gọi là ý cận hành.
Nhưng mà những luận lý này á thì không phải là vấn đề luận chú chúng ta đưa ra. Ở đây các ngài nói vậy thì cái ý cận hành này được định nghĩa như thế nào? Phải hiểu một cách rõ ràng là gì? Là 18 cái thọ nó lấy cận duyên mà hành nơi cảnh giới. À, cho nên cái ý cận hành này nó là cái thọ thôi. Là 18 cái thọ hỷ ưu xả từ 6 giác quan. Nó gì? Nó lấy cận duyên, tức là cái duyên nó tiếp xúc được cái gì? Thì nhá, nó gì? Nó hình thành lên các cái cảnh giới mà nó nghĩ tới. Đây gọi là ý cận hành. Vậy thôi. Ý cận hành được định nghĩa rất rõ như vậy. Và nó làm cái gì? Nó làm cận duyên khiến cho ý hành nơi cảnh, tức là cái duyên gần đó để cho ý nó du chơi ở trong các cảnh. À, đó là cái cách giải gì? Cái còn nếu như mà cách giải của tập dị môn luận á, thì các vị học á, từng câu từng chữ nó hay lắm á. Các ngài giải thích tập dị môn luận là có thuyết nói rằng của ngài Sa Lợi Phất, có thuyết cho rằng của ngài Câu Hy La. Dẫu sao nữa thì chúng ta xem là những vị đại đệ tử thời đại của Phật. À, như vậy thì chúng ta thấy trong luận Tỳ Bà Sa thì nói rằng 18 thọ này lấy cận duyên mà hành nơi cảnh giới, nên nói là ý cận hành. Còn ở trong tập dị môn luận thì nói như thế nào? Mắt sau khi thấy sắc, ở nơi sắc một mực đáng yêu, đáng thích, đáng mừng, đáng hài lòng, và do an trú nơi đó, nơi hỷ mà tác ý tư duy. An trí trên cái tâm, an trú trên tâm hỷ đó mà tác ý tư duy, thì đây gọi là ý cận hành và hỷ. À, cũng như vậy, và hỷ thọ phát sinh nơi sắc này là do bởi tác ý tư duy an trú hỷ. À, như vậy ngài chỉ ra là cái chỗ nào nó khởi lên cái tâm đó, nó có cái môi trường của nó là hỷ thọ phát sinh nơi cái dạng nhìn thấy một đóa hoa đẹp, thì lúc bây giờ cái ý nó sinh lên thấy ồ đóa hoa này đẹp quá, màu sắc đẹp quá, kiểu nó đẹp quá, hình dáng nó đẹp quá, thì là do cái ý gì gá ở trên cái sắc này và khởi ra cái tâm là yêu thích đó. Nắm được không? À, nếu như vậy thì cái đó là hỷ thọ bắt đầu phát sinh, nhưng mà phải có cái sự tư duy, cái tâm nó trú ở trên cái đối tượng tư duy đó, hay là cái tâm nó tư duy chẳng hạn như người ta nói, trời ơi cô tu cái pháp môn gì mà càng ngày cái cô xinh đẹp thế, phước báo cô lớn thế, tự nhiên á bắt đầu mình cái ý mình á nó tư duy trên cái gì, nó trú trên cái gì, trên thanh, trên cấu trúc âm thanh, đúng không? Và bắt đầu nó khởi cái hí trên đó, thì đâu gọi là hí cận hành, hiểu chưa hả? Nhưng mà nó nguy hiểm là cái tâm mình đang thọ cái đó mà, đang thọ cái câu nói đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích này, như vậy cái thọ ra từ đâu? Từ lỗ tai mình nghe âm thanh kia, và chân tướng của âm thanh nó là từ vọng tướng của một người khởi lên, rồi từ miệng nó phát ra bằng hơi thở, bằng môi, bằng răng, bằng cái thanh quản rung lên, rồi nó tạo thành một cấu trúc là cái cường độ âm thanh tương tác trong hư không đi vào những sóng điện âm vô lỗ tai quèn quèo như thế để nhận đúng cái sóng ốc của nó, rồi nó tạo ra cái gì đó, nó rung nó đập với những cái nhịp khác nhau, cường độ khác nhau trên màng nhĩ thần kinh mình gá ra màng nhĩ đó như cái trống ấy, rung vậy, nó tiếp cận nó phát cho những tín hiệu lên não bộ thần kinh. Ồ, thần kinh tự nhiên nó tác động tới cái mặt mình cười đó, mình thấy không ạ? Cái câu trúc nó đi như vậy, nó hí đi như vậy đó. À, thì bắt đầu là mình thấy cái hí như vậy, nhưng mà dấu sao đi nữa là đó là về mặt vật lý, nhưng mà về mặt tâm lý thì chúng ta thấy rằng á là âm thanh với lỗ tai mình nó tương tác lại, mà mình phân biệt được người ta đang nói gì, đó là nhĩ thức. Và khi kinh trần thức ba cái tính chất này nó ở là một tổ hợp thì lúc đó bắt đầu thọ hình thành. Nhưng mà chúng ta quán là gì? Thân vô thường, chúng ta quán là gì? Là giới phân biệt địa thủy hỏa phong không thức là vô ngã. Cho nên lúc đó chúng ta sẽ nhận thức cái lời khen này bằng trí tuệ, không có nhận thức theo cái thọ. Thọ như thế nào không quan trọng, mà nhận thức bằng trí tuệ. Trí tuệ thì là thiện pháp hay là ác pháp. Lúc đó chúng ta đang là người tu. Còn mình nhận thức bằng thọ là bắt đầu nó dẫn. Là
chúng ta sẽ bị mắc lừa khi người ta bày ra một số cái thọ mà cho mình bắt mắt, cho mình hài lòng lỗ tai, cho mình có một cái hoàn cảnh để rồi cuối cùng mình sập bẫy. Còn ở trong cái gì, ở trong cái trí nhận ra thì mình nhận ra là bản chất của vấn đề là cái gì, thành ra mình không bị là cái thọ nó lừa mình. Thấy không ạ? Nó hay cái điểm này là trí thôi, cùng một vấn đề nhưng mà nhận thức bằng trí. Mà nhận thức bằng trí thì bắt đầu trí nó sinh trí, cho nên càng ngày nhận thức càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng chung với chân lý. Còn nhận thức bằng thọ là càng ngày càng lệch lạc. Và rất tất nhiên là chúng ta có sự phản ứng tạo nghiệp trong đó, cho nên nó trở thành cái sức mạnh chi phối cái thọ sâu. Và thế là chúng ta cũng giống như hướng lạc thì càng ngày là càng khổ đau, càng ngày càng suy kiệt, giống như uống nước biển. Như vậy nó cứ tăng trưởng dần dần như vậy đó. Thấy sâu không hả? Thấy phức tạp vô cùng. Không, cái này là một cái tâm lý, là một tâm lý. Tại vì ta nói thật sự chẳng hạn như thầy này, có mấy người ở Việt Nam hỏi thầy, hỏi thưa thầy, bây giờ mấy giờ là thầy? Mà có mấy người nói chuyện á, thì thầy đã nói 3-4 lần mà họ không ghi nhớ. Thầy nào họ cứ hỏi, cái thầy nói là lên trên mạng internet coi đi rồi tiếp tục nữa. Tức là mình phản ứng bằng trí, mà dẫu sao nên mình cũng hơi khó chịu một chút. Tại sao? Bởi vì tại mình cảm giác giống như là người ta lợi dụng cái sự dở dãi của mình, người ta muốn hối người ta hối à, hoặc là những cái chuyện vớ vẩn người ta cũng đem hối mình, hoặc là những cái chuyện không có cần thiết, chẳng có thỏa đáng chút nào, người ta cũng đem tới người ta trút lên trên thân của mình. Như vậy thì tự nhiên mình thấy mình bị xúc phạm, mình thấy bị coi thường, hoặc là gì, hoặc là các người họ ngồi họ nói à, ông thầy Huyền Châu á là như thế. Tức là gì? Tức là ngồi chấm điểm thầy chứ gì? Phải không? Và thầy nó thật sự không đủ sức chấm điểm. Tại sao? Bây giờ tự thân người đó khả năng cũng không hơn mình, siêng năng cũng không hơn mình, làm việc cũng không hơn mình, mọi thứ không hơn. Họ chỉ ngồi đó là họ chỉ cần đo đồng điểm lấy mình với ông Tổ này, với giáo nghĩa ông Phật kia, rồi với cái này cái nọ, họ cứ cân tới cân lui. Bắt đầu là họ cho mình mấy điểm. Bắt đầu họ nói mình là đúng hay sai, phải hay trái. Mình nói này không nghe không được, tại vì cuộc sống luôn có sự tương tác. Nhưng có khi mình còn nữa nha. Thầy nói ví dụ như thế này, trên thực tế, ví dụ như giờ từ nhỏ vào trong chùa, thì cái công việc phụng sự các ngài yếu lê phức tạp, thành ra phải nói rằng bản lĩnh gan góc, nhiều trí khôn, né tránh những cái chướng ngại, giữ mình cho thật là chuẩn mực để không gây hại cho các ngài, và thực hiện những cái công việc khó khăn, thậm chí bí mật. Nhưng mà rồi một số anh em thì nó làm biếng, sáng nữa nó không chịu làm hết, nó ngoài học bài. Ngồi học bài rồi kẹp đi học rồi kiếm trường này, trường kia đi học rồi ngồi đâu là nó con học, thưa cô, thưa chú cho tiền, chú bác cho tiền, thế là tiền gom lại đi học trường này, trường nọ, rồi nói như con vẹt, hello, hồ lý, cứ thế, bắt đầu nó tập, nó tập lui, tập chập, nó tự nhiên cái nó đủ lên, bắt đầu cái nó ngồi, nó đứng rồi, nó nói, cái nó thấy mình ngơ mặt, cái nó khi mình, nó khinh mình không ra gì hết, bực bội không? Tức là sao? Tức là mình làm lên mâm lên bát, tạo ra con đường dở dãi, con đường rộng mở, nó đi rồi chặt vào nó ăn trên ngồi trước đường, ngồi ở đầu mình nữa. Mình chịu nói không? Không có đơn giản đâu quý vị, không đơn giản đâu. Đó là nói là cái sự hy sinh công hiến là không bằng rồi, còn nói tới trí khôn cũng chưa chết gì, nói tới còn chẳng hạn như tới một cái trường mà Bà La Môn rồi Hindu rồi tất cả những cái tư tưởng phàm tục của thế gian. Thầy nói xin lỗi các ông giáo sư, là kiến thức khoa học là kiến thức của người phàm tục thôi chứ có gì đâu. Đâu không phải là tuệ giải thoát. Người xuất gia đi tìm kiếm tuệ giải thoát chứ đâu có đi tìm kiếm cái trí năng phân biệt. Phải vậy không ạ? Nhưng mà khi họ gom lấy nhiều cái loại trí năng phân biệt được ấn định bằng một cái tín chỉ, bằng một cái đơn vị học trình rồi cho một cái bằng là gì đó là lùi sĩ chẳng hạn. Thì lúc đó bắt đầu họ đi đâu, họ nói ta đây là tiến sĩ còn ngươi là lùi sĩ. mình thấy bắt đầu là mình thấy mình bị xúc phạm, phải không? Mình bị xúc phạm, bị túi thân. Cái này
Mà nói mình không nghe không được đâu. Tại vì cái là cái tự nhiên, cái tự nhiên của con người. Khi người ta khen mình, nói xin lỗi, nhiều khi mình làm không có tốt, nhưng người ta khen mình, mình thấy mình vui hơn. Còn khi mình không, không mắc cỡ đâu, tại vì cái tự nhiên, cái đó là cái bản năng của thọ. Tức là cái gì á, cho nên Bồ Tát á, hành đạo bằng cách khéo lắm. Các ngài thấy một chúng sanh làm một chút công đức, các ngài khen ngợi bằng vô lượng phương tiện. Trong Kinh Đại Thừa có ghi đó, Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh tạo ra một niệm công đức, dùng vô lượng phương tiện để tán thán khen ngợi. Để chi? Để chúng sanh nó say sưa với cái công đức đó, với cái sự khen ngợi đó, với cái sự thích thú đó, mà nó tiếp tục làm tiếp. Ăn chay đi con, có phước lắm con. Có ai con nhạc nói, mình đang nói, gà ơi gà, ta không ăn mày là mà có phước. Mình đâu có cái quyền đó. Nhưng mà con người mình khi kết hợp mình làm như vậy đó. Nhưng mà đó là cái phương tiện. Chẳng hạn như rồi giáo dục nữa. Giáo dục người xưa người ta nói rằng là đừng làm như vậy, là thần linh quá trách các con. Mình không biết ông thần linh là ông gì. Nhưng mà bây giờ nghe nó có sự quá trách tự nhiên mình hơi ngán ngán à. Thành ra tự nhiên cái mình ngừng lại. Ồ, không nên. Thầy hỏi, tại sao không nên? Ai báo không nên? Lý do nào không nên? Hồi xưa vậy nên làm cho biết đâu. Hồi xưa nghe ta nói vậy, ông bà nói vậy, tôi cũng nói vậy. Thế chưa, rõ ràng là họ không có trí tuệ, họ không có đủ minh định gì hết. Nhưng mà họ nói tự nhiên mình nghe không nên, cũng hơi ngán ngán nha. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái này, nó thuộc về cái ý cận hành. Tức là khi cận một cái gì là thuộc bản nghiệp. Bản nghiệp. Cho nên quan trọng ở chỗ sự tu tập á, là nghe thì nghe. Nhưng mà trí của mình á, là mình tôn trọng nghiệp của mọi người. Tôn trọng nghiệp của mọi người. Có người thì ác khẩu, có người thì ý ngữ, có người thì lưỡng thiệt, có người thì tham, có người sân, có người si. Rõ ràng là họ thể hiện đúng với cái nghiệp của họ. Và nếu như họ phát tâm từ bỏ thì đó là người tu. Còn họ không phát tâm từ bỏ, mình có bực bội, có nói gì đó, họ cũng không nghe đâu. Bây giờ nói trường hợp họ suy lại bản thân của mình. Tham sân si của mình, mình biết không? Mình biết sao không biết. Mình biết mình tham, biết sân, biết si, biết sao không biết. Không khó hiểu. Và tất nhiên nó không tốt cho mình. Chuyện này đâu có ai mà không có hiểu ra đâu. Tại sao mình không báo phước nó đi cho rồi? Bỏ không nổi. Phải không ạ? Mình mới bỏ xuống nó nhảy lên nó ba cổ mình. Mình bỏ nữa, phu xuống nó nhảy lên nữa. Như vậy thì thấy chưa? Cho nên không có đơn giản đâu. Mình hiểu chỗ này để mình thấy rằng đời sống các ngài bỏ dạy cho mình là từ bi hí xả, là để cho mình bớt cái sự dính mắc thêm. Có một cách suy nghĩ. Và cái người tu tập họ quán chiếu rằng thiện pháp sinh hay là ác pháp sinh. Họ chỉ thấy đó là ác pháp đang sinh, kia là thiện pháp đang sinh. Chỉ vậy thôi. Thì lúc bây giờ pháp sinh, pháp diệt, pháp tự hoại. Và họ không có ngã trong đó. Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Cho nên họ giải thoát. Đó là cái cách thức trí tuệ để cho mình tự giữ mình. Còn nếu như mình chưa giữ mình được thì mình phải gì? Mình phải thực hiện bốn đại tông chỉ. Tại sao? Bởi vì nếu như mình thân cận cái người nhiều chuyện, một thời gian mình sẽ nhiều chuyện. Mình thân cận cái người mà lúc nào cũng trách cũng hơn, thì mình thời gian mình nghe hoài mình trách hơn theo. Hay có khi mình thân cận cái người đó mà họ cứ đủ chuyện hết, tự nhiên cái mình nói chuyện hoảng lát sao nhiều chuyện quá. Tự nhiên cái mình cũng mệt mỏi. Cho nên á, mình phải tìm thiện sĩ mà thân cận. Thiện sĩ để tháo gỡ cái sự dính mắc và chấp trước. Rồi mình lắng nghe chánh pháp. Rồi mình ngậm miệng lại á, thì mình nghĩ ngợi ở trong chánh pháp. Đúng không? À, như vậy thì lắng nghe ở trong chánh pháp, rồi mới miệng ra nói là gì? Nói năng ở trong chánh pháp. Cho nên thân tâm mình nó được giữ ở trong chánh pháp, nó được xâm ướp ở trong chánh pháp. Một thời gian thì bao nhiêu vọng nghiệp á, từ đó nó sẽ rơi xuống. Nó rơi xuống giống như là cái ly nước, cái chất cạn đục từ nó sẽ rơi xuống. Đây chính là một nghệ thuật mà Phật dạy chỉ cho mình con đường đi rất rõ như vậy. Thành ra vấn đề chúng ta tìm hiểu ở đây á, không nói chuyện khác nữa. Nãy giờ trả lời mấy câu mất thời giờ của thầy. Tại vì sao? Bởi vì là cái giáo trình này á, là hôm nay thầy nói là 18 ý cận hành, những cái chỗ quan trọng cần phải nói. Như vậy thì thưa quý vị ở đây á,
chúng ta thấy luận sư đưa ra hai cái truyền thuyết, chuyện này thì tất nhiên không có nên là bận tâm phải không? Ở đây á, các ngài giải thích như thế này: vì sao thọ thuộc thân không phải là ý cận hành? Đó là một vấn đề đưa ra. Thọ thuộc thân không phải là ý cận hành. Chẳng hạn như mình đưa tay vào ở trong lửa, lửa nó cháy, cái thân mình đã có biết khổ không? Sao thằng biết khổ, nó cháy là nó cháy thôi, nó sưng lên là cứ sưng, phòng là cứ phòng thôi. Cái ý mình nó mới nhận ra khổ chứ, được không? Cho nên là như vậy thì cái thân này nó bị bóng, bị cháy là gì? Là cái duyên từ sắc tiếp xúc với sức nóng, là cái tương tác của nó như vậy. Hay là tiếp xúc cái độ lạnh thì nó chướng ngại sự trao đổi chất, trao đổi mọi thứ, nó cảm giác nó tơ buốt như vậy, lạnh buốt như vậy. Đó là cái tự nhiên của vật chất. Còn cái ý của nó như thế nào là khác. À, có mấy người ở Việt Nam chạy đến, mấy thầy, mấy cô, mấy người Việt Nam chạy đến mấy cái vùng sương tuyết á. Trời ơi, tuyết đẹp quá, trời sung sướng quá. À, ở bà này mà khổ muốn chết luôn. Bây giờ hỏi là cứ cào tuyết, xúc tuyết, đi ra vô thấy tuyết rồi đầy trời. Nó lạnh tê tua, thì lúc đó bắt đầu nó khác. Nhưng tại sao trước đó là họ hạnh phúc, hỷ, mà sau đó thì họ khổ, ưu khổ. Như vậy thì cái thọ này tại sao như vậy? Nó là thuộc cái ý chứ không phải thọ thân. Thân trước ra cũng vậy thôi, bây giờ ta trước là cũng lạnh, sau cũng lạnh thì bình thường chứ không có khác gì đâu. Nhưng mà cái ý trước nó khác và cái ý sau nó khác. Bởi vì cái ý trước là cái ước khát vọng tìm cầu đạt được, cho nên nó dẫn thuận, thành ra sinh lạnh. Còn giờ đây nó lạnh không muốn nữa, nhưng mà trời thì cứ mưa, cứ rơi, tuyết thì cứ rơi, cho nên là cái ý nó dẫn nghịch. Nó dẫn nghịch cho nên bắt đầu nó xúc nghịch đó, nó sinh ra ưu khổ. Thấy không hả? À, như vậy thì ở đây nhé, giải thích rằng là gì? Là các ngài giải thích rằng là chỉ vì ý chỉ không phải duy nhất nơi ý nên không gọi là cận, vì nó không có tính phân biệt nên cũng không gọi là hành. Tại vì cái thân ấy nó không có phân biệt, nó đụng vô lửa cháy là lửa cháy, còn cái ý mình là phát hiện nóng hay không nóng là cái là ý. À, cho nên không gọi là ý được. Mà còn cái thân ấy là nó chẳng hạn như mình dựa trên cái tiếp xúc thì chẳng hạn tiếp xúc với lửa nóng thì trong đó là cái da địa đại nó cũng bị ảnh hưởng này, rồi thủy đại cũng bị này, rồi phong đại cũng bị này, trong cái chỗ đó là nó đầy đủ bốn đại mà, hay là hư không nó bị ảnh hưởng này. Như vậy thì đây gọi là gì? Đây gọi là nó tiếp xúc với gì, không phải duy nhất nơi ý mà tiếp xúc với nhiều thứ, cho nên không được gọi là ý cận hành. Còn định nghĩa rằng lạc kinh ở trong tỉnh lự thứ ba cũng thuộc ý địa, vì sao không được gọi là ý cận hành? Tức là con người tu tập chứng tam thiền thì lúc bây giờ cái ý của họ rất là an lạc, thì sao lúc đó không được gọi là ý cận hành? À, thì đây các ngài giải thích như sau: là lạc cảm thọ thuộc thân ở trong tam thiền, cái lạc thọ này là thuộc tâm nên gọi là ý địa. À, nó thuộc ý địa. À, cái lạc nó thuộc cái tâm, tức là gì? Là do công phu mà tự sinh ra, do quá trình huấn luyện công phu mà tự nhiên nó có được năng lực đó, chứ không phải rằng là do hoàn cảnh. Thành ra Phật trong thời gian 3 tháng ăn lúa ngựa cũng giống như là ăn cam lộ của chư thiên. Đó là do cái ý của các ngài á, ngài tu như vậy cho nên ngài thành tựu như vậy. Còn mình thì ăn cái gì nó thọ là thọ từ cái vật đó, thành ra là mình sinh khổ sinh lạc. Còn cái do tam thiền là do trạng thái mà gì? Mà ly sanh hí lạc, và ly hí đạt được diệu lạc. Cho nên rời khỏi những cái thô trược thành đạt được cái diệu đó là do công phu mà hình thành. À, thành ra nó không được gọi là ý cận hành, vì nó vượt quá cái ý rồi. Nó thuộc về một loại là bờ dày của công phu rồi. Nếm được không hả? Rồi. Ở trong truyền thuyết thì vì sơ khởi dục giới không có lạc kinh thuộc ý địa, vì không có khổ cận hành là gì? Là phần đối nghịch của nó. Câu này ý nói cái gì? Tức là chẳng hạn như là ở trong dục giới, ở trong dục giới thì chẳng hạn như là gì ha? Chẳng hạn như như trong dục giới mà cái phần chẳng hạn như chư thiên trên cõi cõi sắc thì thân của họ không cấu trúc bằng bốn đại.
Cho nên nó không có thọ khổ bởi bốn đại của cõi người chúng ta, mà chẳng hạn như cõi sắc thôi, hoặc là những cái chư thiên lên cõi sắc ấy, thì họ có lỗ mũi không? Hả? À, có lỗ mũi là để trang trí thôi, chứ thực ra nó không có hương, không có hương, cho nên họ không bao giờ họ cảm nhận được là cái mùi hương đó nó thơm như thế nào. Thế cái mùi hương của dục giới như thế nào họ không biết, xào một tô mì xào lên thơm như thế nào họ không biết. À, cho nên là do họ không cảm được, tại do cái thân của họ là cấu trúc ở trong cái môi trường đó, thành ra cái ý cận hành tương tác ở đó thì không có. Hiểu được không ạ? Nó có môi trường sinh ra. Ở đây luận cái một vị bạn nhân mới đưa ra phán biện như sau: nếu chỉ thuộc ý địa thì sao kinh lại nói là sau khi mắt thấy các sắc, nó cận hành sắc vốn là môi trường của hỷ an trú. Như vậy thì ở đây á, chúng ta lưu ý cái chữ là sau khi. Sau khi tức là gì? Tức là cái việc nó đã xong rồi, đúng không? Như vậy thì mắt nó tiếp xúc với sắc, tức là sau khi, tức là những cái hiện tượng diễn tiến sau khi đó, chứ không phải là ngay lúc đó. Hiểu được chưa hả? Cho nên người này họ đưa ra một câu kinh, họ phán biện, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu rõ câu kinh từng chữ thì chúng ta sẽ bị lúng túng khi trả lời. Chúng ta thấy tổ sư mới nói lập tức như sau: tức là ý kinh nói có cái ngụ ý rằng á, là tuy được phát dẫn bởi năm thức thân, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, nhưng mà chúng thuộc vào ý. Chẳng hạn như là gì? Là trên cơ sở quán bất tịnh được dẫn khởi bởi nhãn thức, nhưng nó lại thuộc vào ý. Chẳng hạn chúng ta thấy một con vật gì chết mà nó quá dồi, và chúng ta thấy là thân hữu tình bất tịnh, thì cũng từ con mắt mà nhìn, nhưng mà sau đó thì sao? Là thuộc vào ý. Cảm nhận nó dơ bẩn, nó là thuộc vào ý, chứ không phải là cảm nhận từ con mắt được. Con mắt nó chỉ ghi nhận thôi. À, thành ra câu kinh phải được hiểu rằng là nó vẫn là ý, bởi vì nó phần sâu, chứ không phải là từ nem thân, phải không? À, rồi các ngài đưa ra thêm nữa rằng sau khi thấy cho đến là sau khi xúc, các ngài nhấn mạnh cái chữ là sau khi thấy, sau khi xúc, thì rõ ràng không nên đưa vấn nạn đó ra trong chỗ này, đưa câu kinh như vậy không hợp lý. À, tuy đã không còn thấy, không cho đến không xúc, nhưng nó cận hành nên gọi là ý cận hành, tức là không còn thấy nữa, không còn xúc nữa, nhưng mà tưởng lại nhớ lại thì lúc đó là cái ý nó tiếp cận, cho nên mới phát hiện ra được. Hình dung được không? À, rồi nếu như trái với ý này thì sinh ở trong dục giới, các sở duyên thuộc sắc không phải là cận hành sắc. Lại nữa, sinh ở trong sắc giới, các sở duyên thuộc dục giới như là hương, là vị, là xúc cũng không phải là đối tượng cận hành. Tại sao? Bởi vì sinh ở cái môi trường khác, nó không có chắc đó. Chẳng hạn như là chư thiên ở cõi vô sắc thì nó không có là sắc, thinh, hương, vị, xúc gì ở cõi này hết. Thành ra cái ý cận hành của họ không có sinh ra được, tại vì không có môi trường để sinh ra. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là ý cận hành nó phải dựa trên môi trường, là năm giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, từ đó mà sinh ra cái thọ, và cái thọ đó nó là cái nền tảng để ý cận hành. Ý cận hành, hỷ ưu xả cận hành với cái thọ này. Thành ra chúng ta cẩn thận cái chữ là cảm giác. Cảm giác này là một loại là thọ. À, cái cảm giác là nó không bao giờ là nó đúng với trí tuệ. Nó bằng nhận thức trí, bằng chân lý, chứ không thể nào cảm giác được. Và ở đây kinh điển có nói rất rõ là sau khi thấy sắc là tùy theo phương diện nào hiển nhiên mà nói, tức là thấy sắc thì nó cảm khác, nghe âm thanh nó cảm giác khác, ngửi mùi hương nó cảm giác khác, bởi vì mỗi cái phương diện nó khác biệt. Đó. Nhưng mà ở trong ý á, thì nó tùy theo cái môi trường đó cho một cái loại cảm thọ khác. Còn trong thọ ý á, thì nó lại khác. Thọ ý là nó có thể tiếp xúc đa dạng, chứ không phải là như 15 loại, phải không hả? Hỷ ở trên sắc, thân, hương, vị, xúc, hay là ưu ở trên sắc, thân, hương, vị, xúc, hay là gì? Xả ở trên cơ sở là do sắc, do thân, do hương, do vị, xúc. Đây là 15 cái nó khác biệt. Còn bên trong là hỷ của ý, hay là ưu của ý, hay là xả của ý, nó có tính là tương tác với nhau. Cho nên người ta gọi là cám cánh,
Rồi nghe âm thanh người ta nói như vậy, nghĩ tới phận của mình nó buồn. Đó. Hoặc là thấy cái chuyện kia buồn. Hay là vô tình chạm phải một cái gì đó, tự nhiên nó buồn. Đó. Hoặc là vô tình mình thấy gì đó tự nhiên mình vui. Như vậy thì nó cái ý bên trong đó là cận hành rất là phức tạp. Mà ở đây nhá, chúng ta chỉ có hiểu rằng là nó tiếp xúc với môi trường là thuận hỷ hay là thuận lạc hay là thuận xả, thì lúc đó nó sinh ra một cái ý cận hành tương tự với nó, và nó biến hóa thành ra là 18 loại. Đây gọi là nội dung của gì? Của 18 ý cận hành. Điểm quan trọng ở đây, chúng ta khi thấu hiểu thì bắt đầu chúng ta biết rõ từng ý nghĩ của mình. Và cái cận hành này từ đâu mà sinh ra? Cái thọ của nó như thế nào? Thọ này nó có xây dựng trên cơ sở chánh kiến hay không? Và đó là bài học lớn. Tại vì khi chúng ta nhận thức đúng sẽ hình thành chánh kiến. Chánh kiến thì có chánh tư duy. Và chúng ta giữ mình ở trong ánh sáng của Bát Thánh Đạo. Như vậy thì việc học Phật Pháp mỗi ngày tăng trưởng kiến thức, tăng trưởng hiểu biết, và nội dung 18 ý cận hành này cho chúng ta một cái lộ trình rất là rõ và biết rằng mình đang đứng đâu và mọi việc đang diễn ra trong nội tâm mình như thế nào. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Chúng ta dừng ở đây. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này đều trọn thành Phật đà.